Xin chào anh chị và các bạn. Trên tay tôi bây giờ là cây gậy sắt số 7 TIG005 của PGN. Nào, chúng ta hãy đến với chi tiết của gậy này ạ. Đối với cây gậy số 7 này thì chúng ta có hai loại, một loại dành cho người thuận tay trái và một loại dành cho người thuận tay phải. Với hãng PGM thì đây là cây gậy số 7 duy nhất mà người thuận tay trái có thể sử dụng. Cây gậy này phù hợp với những ai muốn rèn luyện thể lực và những người thích tạo ra những đường bóng thẳng và có độ chuẩn xác cao. Cân nặng của cây gậy TIG005 này là 400g. Nó nặng hơn một chút so với một vài cây gậy khác của PGM. Chiều dài của cây gậy là 94cm. Đầu gậy của cây số 7 này hơi dày, có thiết kế vát dần lên về phía sau, giúp cho những cú swing ăn ít đất nhất có thể. Mặt gậy thì được thiết kế các đường rãnh theo tiêu chuẩn của hãng, đảm bảo cho những cú đánh đạt kết quả cao nhất. Với cây TIG005 này thì có góc lóp là 36 độ, nên anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là bóng sẽ bay cao hơn so với những cây gậy số 7 khác. Cán gậy thì được làm bằng graphite, loại cán thuộc loại nhóm R Flex, có độ mềm vừa phải nên sẽ phù hợp với những golfer mới chơi. Tay cầm được làm bằng cao su và được thiết kế theo cấu trúc mạng nhện, tạo ra độ ma sát hoàn hảo, giúp người chơi có thể cầm gậy chắc chắn, ổn định. Vâng, nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời anh chị hãy truy cập vào trang web ở trên hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số hotline này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.